xem tội sông đất năm 2023 cho gia chủ tội Bình Thịnh sinh năm 1976. Chọn tuổi sông nhà năm Quý Mão hợp mệnh với gia chủ Bình Thịnh, mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời, thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó. Các tuổi sau đây là 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi Bình Thịnh trong năm 2023. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 khá. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 khá. Tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 khá. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 khá. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trung bình. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trung bình. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trung bình. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trung bình. Tuổi Giáp Thân sinh năm 1944 trung bình. Và tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trung bình. Phân tích quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi Bính Thân. 1. Người sông đất sinh năm 1971, tức tuổi Tân Hợi, mệnh Kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim không sinh không khác với ngũ hành kim của năm Quý Mão vì kim hòa kim chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi thành của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão rất tốt. Tổng điểm 14/20 khá. 2. Người sông đất sinh năm 1968, tức tuổi Mậu Thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh, không khác với ngũ hành thổ của gia chủ, phi thổ, hòa thổ, chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, phi thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can bính của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, đạt tam hợp, thân tỷ thân với địa chi thân của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là thân không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 13/20 khá. 3. Người sông đất sinh năm 1947, tức tuổi Đinh Hợi, mệnh Kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ phi thổ hòa thổ chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi thành của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão rất tốt. Tổng điểm 13/20 khá. 4. Người sông đất sinh năm 1991, tức tuổi Tân Mùi, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ vì thổ hòa thổ chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi phạm tử hành xung thành tức sổ mùi với địa chi thành của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là mùi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão rất tốt. Tổng điểm 13/20 khá. 5. Người sông đất sinh năm 1955, tức tuổi Ất Mùi, mệnh Kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt.
Ngũ hành tuổi xông nhà là kim, không sinh không khác với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì kim hòa kim chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là ất, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là mùi, phạm tử hành xung thìn tức sửu mùi với địa chi thìn của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là mùi, đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mão của năm Quý Mão rất tốt. Tổng điểm 12/20 trung bình. 6. Người xông đất sinh năm 1992, tức tuổi nhâm thân, mệnh kim. Ngũ hành tuổi xông nhà là kim, tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là kim, không sinh không khác với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì kim hòa kim chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là nhâm, trực xung với thiên can bính của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là nhâm, trực xung với thiên can quý của năm Quý Mão không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là thân, đạt tam hợp thân tỷ thìn với địa chi thìn của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là thân, không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 12/20 trung bình. 7. Người xông đất sinh năm 2001, tức tuổi Tân Tỵ, mệnh kim. Ngũ hành tuổi xông nhà là kim, tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, phi thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là kim, không sinh không khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì kim hòa kim chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là tân, tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là tân, tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung không hợp nhau với địa chi thìn của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 12/20 trung bình. 8. Người xông đất sinh năm 1956, tức tuổi Bính Thân, mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi xông nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là hỏa, xung khắc với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì hỏa khắc kim không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là bính, không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là bính, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão, chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là thân, đạt tam hợp thân tỷ thìn với địa chi thìn của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là thân, không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 11/20 trung bình. 9. Người xông đất sinh năm 1944, tức tuổi Giáp Thân, mệnh thủy. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy, xung khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, vì thổ khắc thủy không tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy, tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì thủy sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là giáp, không xung khắc không tương hợp với thiên can bính của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là giáp, không xung khắc không tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là thân, đạt tam hợp thân tỷ thìn với địa chi thìn của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là thân, không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 11/20 trung bình. 10. Người xông đất sinh năm 1961, tức tuổi Tân Sửu, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, không sinh không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, vì thổ hòa thổ chấp nhận được. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của năm Quý Mão, vì thổ sinh kim rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là tân, tương hợp với thiên can bính của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là tân, tương hợp với thiên can quý của năm Quý Mão rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là sửu, phạm tử hành xung thần tức sửu mùi với địa chi thìn của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là sửu, không xung không hợp nhau với địa chi mão của năm Quý Mão chấp nhận được. Tổng điểm 11/20 trung bình. Các tuổi xông đất xấu đối với gia chủ tuổi Bính Thìn vào năm Quý Mão 2023. Gia chủ cần lưu ý các tuổi sau đây: tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 xấu, tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 xấu, tuổi Quý Sửu sinh năm 1949 xấu, tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 xấu, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 xấu, tuổi Ất Mão sinh năm 1975 xấu, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 xấu, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 xấu, tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 xấu và tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 xấu.